nhà sọc mà để đồ không thì không rớt có sợ đó. Hôm nay chơi cái trò chơi liên quan đến cái bàn nhà sọc đó. Đúng rồi. Hôm nay là bình thường mình để cái bàn xe ngang và mình để cái bàn nhà sọc cho nó lạ bánh rau đó. Ủa vậy là hôm nay chơi cái bàn hả? Gì trời, chơi cái game này hay cái xe này giống trong game này chung cái đồ ta. Game kia nhỏ hơn xíu. Kiểu mà gà xe cảnh sát đi mọi người. Cảnh sát nè nó. Yeah. Sorry. Vậy là hôm nay hai bà chơi trò cảnh sát bắt cướp à? Sao á, mình chơi cái trò mà rất là bí mật mí đi. Giờ chào cái này. Tí đi à, đúng rồi, chơi cho chào. Giờ bắt đầu hai bà chơi. Lại lại à. Hello. Ủa đây mà phải vô. Hai bà. 1, 2, 3. Hello. Xin chào các tất gì? Tất cả các bạn. Chào các bạn, đã quay trở lại với cái video. Bò nước cho bà thêm một phát nữa. Do thôi là nãy giờ mình là bị im lặng xíu mọi người. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình vô cái trò chơi ngày hôm nay, đó là mình sẽ công bố trò chơi. À chưa, trước khi công bố là mọi người follow Facebook nha mọi người, Nguyễn Phạm Tường Vi. Đúng rồi, Nguyễn Diêu Linh. Ok, hello. Bây giờ mình vô thiệt nè. Rồi, thì hôm nay Linh Diêu Vi sẽ tổ chức một cái trò chơi cũng liên quan tới ăn nữa, mình có chơi. Đó. Nói chung là muốn ăn thì lăn vào bếp, mà muốn ăn thì phải có chơi. Chơi cái gì à, cái gì? Dính vô. Dính cái câu này thôi. Hôm nay mình sẽ chơi là trò chơi kéo xe nhân phẩm. Chúng gì ăn đó nha. Ủa chúng gì ăn đó, vậy là được ăn. Quá được ngon luôn. Quá xinh xào đó mọi người. Còn cái này là mọi người biết gì không? Đây là một cái khẩu trang, nhưng mà mình sẽ không đeo khẩu trang, nhưng mà mình sẽ đeo lên con mắt của mình. Tại vì trong nhà không cần đeo. Đúng rồi, tại vì mình đeo vậy. Cái này là cái bịt mắt điện thoại của kênh Linh Vy Official. Ờ, bình thường có là không đeo đâu, mà lấy cái này đeo cho nó lạ. Độc lạ mọi người. Nói chung là ok, bây giờ vô đâu mọi người. A few moments later. Rồi xong, bây giờ mình sẽ thị phạm thử cho các bạn xem coi trò này chơi sao. Ok, đầu tiên là khi mà bánh tù xì, ví dụ bị thua đi ha. Rồi xong cái mắt vô. Mình mắt vô, xong rồi thấy á. Lấy cái xe này. Tao xe nào? Mình giả bộ đứng nói mình là Vi nghe. Mình là Vi, mình sẽ lấy cái xe này mình kéo vậy nè. Xong mình là Andy. Đó, chúng cái này thì mình sẽ lấy cái này mình ăn cái này. Trời ơi, chúng gì mà biết sợ lời vậy trời. Biết đâu hủ đại. Cái này là mình nhát nhát. Mọi người đúng là công bằng thì khi mà bạn Vi bịt mắt thì mình người còn lại sẽ trao đổi hết cái món đó cho Vi không nhớ được vị trí nữa. Đúng rồi, sắp dọn lại đó. Mình muốn ổn đường nào mình ổn trái phải giữa, nói chung ổn đường nào ổn. Bởi vì gọi nhân phẩm ấy. Thấy là thấy nhân phẩm không tốt rồi đó. Chết rồi. Rồi tiêu rồi. Bắt đầu là giờ vô đây, bây giờ mình bánh tôi xì trước nha. Bây giờ một cái này là chơi thiệt chứ không có nhát nha. Chơi thiệt nha. Ai thua là bánh tôi xì. Cái kim hay gì? Cái đinh. Ờ, cái bút là cái đinh nè đó. Rồi thôi chơi lại đi. Mình là mình chơi gọn lẹ đó bạn. Rồi giờ là bạn là mình bắt lại liền luôn nè bé. An Giang mà còn thua đó. Đây bây giờ mình sẽ gắn chân lên để không kẹo bán Giang đó mọi người đó. Này là cái lô mũi không sợ. Không rồi. Được. Mình nhìn thấy số mấy đây? Số 1. Số mấy? Số 1. Chắc chưa? Rồi sai rồi. Ok. Để đợi với mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ xào trộn rất nhiều luôn. Rồi. Xe nào? Xe đi bên nào đây mọi người? Đây bây giờ mình sẽ bắt đầu mà khởi động xe đó. Ừ. Cản tôi bà ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi bên nào đi trời? Thích là bên trái, bên phải hay là bên giữa? Đó, nói chung là mình bên giữa đi. Giữa đi ha. Giữa chưa ta? Giữa, giữa chắc giữa rồi đó. Rồi. Rồi. Giữa đi nha. Ủa giữ. Rồi bây giờ mình cởi ra khẩu trang ra nhẹ sương sương cái. Wow, chúc mừng bạn đã trúng được một bánh nè. Chú dạ. Đúng rồi, cái bánh rất là bự luôn. Đúng đây hả? Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ review sương sương thử cái món chocolate chocolate này nha. Trời ơi, thơm quá trời thơm mày. Ừ, thơm mày. Ê thôi đừng cuốn ta. Quên. Tưởng là ăn chung đó mọi người. Tưởng mình ăn chung. Trời. Ui. Ê cái thẻ kìa. Mà thẻ đỏ. Thẻ cam á ơi. Cam hay đỏ? Thẻ cam. Cam. Ờ mém tí rồi là bị thẻ đỏ rồi nha bé. Rồi vô nè. Và đây là bánh. Bánh nhìn giống cái cục. À cục bánh. Cục bánh. Rồi ăn sương sương. Cái bánh này bị ăn rồi. Bánh này là vị sô-cô-la. Ủa tao ghi vô đây thì xạo chứ ăn bánh xốp. Hiện tại ăn thì biết rồi. Bánh mềm sốt. Ủa ăn thì bà ăn đi hoài vậy? À giờ mình đang rất là hóng đó bạn. Sô-cô-la thơm mà mềm sốt giòn giòn. Đây những lẽ còn 4 món gì. Ví dụ tôi lọt ra ngoài sao giờ sao? Phải có thêm món chèn vô chứ. Hình sô-cô-la. Ê thôi cái món đó bạn mất rồi. Mới đi. Trời ơi lâu quá. Lâu đây nè đây. Đây nè. Ủa cái gì mà nhiều quá vậy? Tôi nói có 1 món thôi mà. Cho một đống luôn nè, tôi gom hết đồ nhà tôi luôn đó. Trời ơi, gì chơi chất vậy? Ủa này là gì chiên vậy? Thịt thăn giấy ướp. Chị, đúng rồi
để dành về lao. Tự nhiên cái trúng là, nói chung là bên thế giới là Sukana nhất. À, nếu mà ai trúng là lao miệng luôn chứ không có được ăn. Không nghĩ lao được chứ đủ. Lao miệng, lao tay, lao chân rồi đó. Lao rồi, ok nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ chơi nè. Cái mắt lại đi cho người ta bỏ vô thêm một món nữa cái đã. Mắt ra hả? Người ta sẽ xáo trộn vị trí cái đó. Ok. Giờ Linh muốn để món nào để em nhớ là có cái món best seller nha. Rồi, ok. Rồi, vô nè. Tự bịch luôn. Mình sẽ... Nè, hao quay qua đây. Ok, ok. Ok. Rồi, vô luôn này, vô luôn. Trời ơi, có cái bịch mắt ghi trốn tiền đâu mà đếm. Tự trốn tiền. Rồi, vô nè. Rồi đây, cái xe đâu bé? Xe nè. Rồi, ok. Chị vừa mới phải thôi nha. Ủa, cái này dưới bịch đánh đâu quá. Để anh ta đi. Ồ, vậy là không có bịch này. Cái gì? Nhiều bịch đánh lắm. Nhiều bịch đánh lắm. Rồi, ok. Mình vẫn tin tưởng vô cái phần mà giữa giữa đi ha. Giữa giữa nhưng mà cái xéo ở bên phải chút nữa. Cái gì? Chà, cho cố vô thôi, đi tâm ra ngoài bây giờ. Cho. Wow. Ghê vậy trời. Xéo thiếu dính vô đây rồi. Trời ơi, bém tí ra lấy hạt giấy vừa mở không được ăn luôn rồi. Trời ơi. Dạ xịn chưa, xịn chưa. Chơi hàng gài cũng được, sao tôi xuống quậy chạy. Hai món này rất nhỏ luôn. Hai món này nhỏ nên hơi khó. Hai món này cũng nhỏ. Đi đi. Giờ tụt nát hết. Đó, đây là mình ăn là bình thường mình ăn một cây thì nó không có đã đúng không? Mình ăn là mình ăn hai cây đó cho bà hửi thôi, chứ mình đừng có ăn đúng không? Rồi, mình ăn à. Thơm quá. À, ăn hai cây đó nó có cảm nhận hương vị đó. Nó cảm nhận đi. Kỳ ngon quá. Nói chung là rất ngon mọi người. Lấy hai cây cắm vô lỗ mũi đi. Ở đây á là ở trong là sô cô la. Ở trong là sô cô la đen, ở ngoài là sô cô la trắng, có thêm một tí sô cô la đen. Ở trong là bánh mẹ ơi, sô cô la nào vậy? Bánh cookie á. Cái bánh cookie á. Ăn này hơi ngọt hết mọi người. Nói chung là ngon nha. Thì cái này khá là quen thuộc nên chắc nhiều bạn biết rồi. Bây giờ mình bắt bà Linh lại. Rồi, ok. Vô. Tới bà Linh mọi người. Bà Linh sẽ xáo trộn vị trí. Rồi, đẹp. Cho tụi bịch khăn giấy nữa. Khăn giấy là sao vậy? Được chưa? Giờ đến 3, 2, 1 là chọn phương hướng nha. Bà thích phương hướng nào là lấy phương hướng đó. Mình đi thẳng rồi mình thân lịch lợt ở đây đi. Đâu rồi, ở đây nè. Lịch lợt hả? Rồi, 2, 3. 2, 3, vô. Cái kia mình biết ngay là chúng cái đó luôn á, đảm bảo luôn. Chung màu với chiếc xe, sao chiếc xe này đi tông cái màu nó quậy chị trời. Đúng rồi, đây gọi là bánh thôi chị ta. Bánh nó cho cho. Bánh gà nướng, bánh que gà nướng. Nói chung cũng ngon. Sẽ ăn thử, mình không biết cái tên, mình không đọc được, mình đọc sai bị chửi chết thôi. Mít chicken. Ôi bánh mặn, bánh mặn. Yeah. Rồi ôi, ấy, chấm cái bánh không? Hồi nhỏ mình ăn nè, thì bánh que á. Nhưng mà tôi nghĩ là hương vị nó sẽ khác. Cái này là của Thái Lan mọi người. Ủa Hàn Quốc chứ, Hàn Quốc. Của Thái Lan. Này Hàn Quốc hay Thái Lan? Nhìn cái chữ giống của Hàn Quốc quá nè. Thái đằng sau là Thái. Vị đây là hương vị gà cay Hàn Quốc nha. Nhìn cũng khá là ngon luôn á. Thái vừa bến nghé vừa ngọt. Ủa rồi. Chữ Hàn Quốc nhưng mà bánh Thái Lan mà Hàn Quốc ở phường Bến Nghé quận 1. Cay quá. Mấy em có cầm cay chết luôn á. Sao cay vậy? Cũng Thái Lan luôn trời. Trời ơi cay lắm mọi người, kiểu là vừa ăn vô một cái là nó bùng phát luôn á. Có một cọng này thôi mà nó cay. Tê cái lưỡi luôn. Cay nữa cái lưỡi luôn á. Wow. Rồi nói chung là cái bánh này khá là cay, bánh no luôn nha mọi người. Bạn nào mà thích ăn cay thì có thể ăn cái bánh này. Ngon, yeah. Cực kỳ ngon. Rồi. Ăn còn mặn mặn. Không rồi. Tự nhiên cái cho tôi vậy đó hả? Thôi đừng có đổ nước vào đây thiệt lắm. Thôi bây giờ mình sẽ bịch mắt lại tiếp để mình chơi tiếp vòng 2 nha chị em ơi. Vô. 2000 years later. Rồi. Trời ơi, anh hắt xì dữ vậy anh ăn cái bánh cay đúng không? Cố mà. Cái xe đúng không? Rồi. Này, chơi 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 nhắn mình là mình chơi hệ mà kiểu là hên xui luôn chị em. Rồi, ok hên xui rồi bạn ơi. Thì sẽ ăn món màu hồng, chính xác rồi. Cái tư duy bạn B đã trúng một bịch khăn giấy ướt. Trời ơi. Con hồng, chứ bây giờ cái con hồng đến như vậy. Thôi lấy lau miệng ăn xong mình phải lau đó. Đúng rồi, đúng rồi, mình lau tay, lau rồi luôn đấy. Mình kiểu mình lau nước mắt của mình luôn. Rồi, ok. 2 hours later. Rồi, đừng đâu, đã sẵn sàng đi rồi. Vô đây em ơi. Đâu ngủ đâu mà. Nè, xong rồi. Nên chị chờ nên chị dính ngọn lẹ vô bạc vô. Vô liền luôn bạn ơi. Rửa đi trái rồi. À. Giờ đi phải đi. Phải. Phải cũng hơi ghê rồi bé. Lệch quá lộn không ạ? Lộn không? Lộn. Ý, đúng gì vậy? Đúng cái này. Trời.
Lý Sơ. Ôi à, đang cay lắm, đang rất hơi bị cay luôn á mọi người. Cái bánh này cay lắm. Bánh của bà nãy giờ đứng ăn trộn. Trong này mình không biết cái gì nhưng mà mình thấy nó lạ, mình khoái lắm. Đặc biệt lắm luôn, cái này nhìn là biết hàng nước ngoài rồi. Best siêu lò. Mà best siêu lò trong đây mà nó kẹo lật đật. Kẹo lật đật. Kèm theo kẹo, kẹo theo kèm, kẹo tùm lum. Gì trời. Ý là kẹo búp bê. Kẹo búp bê, trong đây là có rất là nhiều con lật đật hình siêu anh hùng á mọi người. Thôi xé liền, xé liền, xé liền, xé liền, xé liền, xé liền. Ê tôi xé cho bà dưới. Tính kêu bà mừng tôi luôn. Cái này lắm mọi người, nhìn mở ra. Bởi vậy nó mới không được á. Trời trời ơi, đưa đi cắn tôi luôn. Ơi, giờ bây giờ bánh kéo luôn đó mọi người. Rồi ta đi, nè cầm đi. Rồi đó, cầm, cầm xong đi. Vậy đó hả? Xong rồi đó hả? Tiếp luôn. Ủa gì vậy? Cái gì vậy trời kẹo? Sao giống kẹo thúi vậy? Còn kẹo phải không? Kẹo trong kẹo. Ủa? Ủa cắt nữa trời ơi, cắt nữa. Khổ nha mọi người. Hai lớp khác nhau như cái hồ lô. Rồi. Ê, dễ thương vậy. Ôi giời ơi. Ê, cưng quá à, con bé Nhật Bản. Ê, cái bộ đồ. Ôi. Ê, dễ thương mọi người. Ê, con bé hỏi im, nó không ngã luôn á. Ê, nó không ngã luôn Vi ơi. Ủa, ngon quá à. Đúng là con lập đật luôn á mọi người. Đúng lập đật luôn á, kiểu nó siêu anh hùng á ha. Nè 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 nè, cái con này là con best seller trên bao bì nó có luôn. Ai biết rồi mà bịch kẹo đâu vậy? Kẹo đâu? Nè kẹo hả? Ủa bịch kẹo như chuối đâu vậy? Kẹo thơm. Kẹo thơm. Trả đi. Đó biết ngay mà. Nói. Ý này là có kẹo này không hay là chỉ là lập đật? Lập đật à, mà nhìn cưng quá. Ý chắc có kẹo không ta? Thôi không, đừng gỡ ra, gỡ ra là nó bị mất cái đó. Mà gỡ ra là mất cái hình này chắc. Đúng rồi. Nó chỉ là để cho mình chơi con lập đật này thôi. Ừ. Đó, còn cái kẹo này là mình ăn nè. Ê, mua cái này sưu tầm để Linh nhìn đẹp quá, nhìn này nhìn nhiều con lắm. Có quá trời con luôn nè. Mọi người, Nguy đẹp chưa được chưa? Siêu anh hùng. Xịn sợ. Ý, ý cái con này giống Halloween năm ngoái tôi hóa trang nè. Tôi biết bạn chúng được best seller rồi. Ờ vậy hả? Đẹp rồi. Trời ơi, nó không có ngã đâu. Cay ghê mọi người. Trời, nó có hai vị, hai vị, hai vị. Cho tôi vị, tôi thử cho. Thử miếng kiểu thử cho mấy bạn biết đó là cái vị đó. Tại vì nhiều khi bạn ăn một vị thì nó sẽ bị loãng, hiểu không? Nó không có đúng được cái vị, hiểu không? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Hả? Anh đi cho một màu. Mong là đừng thúi mọi người. Uống cho cực chết luôn. Gì là không nhả nha. Thơm không? Kẹo thơm không? Mùi chát mọi người. Đúng là chua cả cuộc đời nãy giờ luôn. Sao bị dí vậy? Như bị dí, như bị ai dựa hay gì đó. Nó kỳ quá à. Cái này hương đào. Mà hương chanh nó, nhưng mà nó hơi bị ngọt ngọt đường quá. Viên nào chất lượng ngon, viên nấy lột ngon. What the hell? Dạ. Lấy chớ, lấy chớ, cho có dí. Thôi thả nha. Ai ra ngoài giờ đi thử nha mọi người. Ui giời. Ui giời. Kẹo à, xanh lè xanh lét luôn. Trời ơi, mà kẹo đừng có được không? Thấy không? À, mới ăn viên cái lấy dí liền. Cái dí liền đó, bởi vậy đây là kẹo chúc ta chúc mà cái gì ấy, hình như là đổi màu lưỡi. Đúng rồi, lạ ta. Nó cực này nhiều dữ. Ý, quá trời rồi mọi người. Trời ơi. Wow. Cái này là đổi màu lưỡi nha, có hai vị màu sắc màu đen với lại hồng. Hai vị quyết định sang màu đen cho nó ngầu. Hai màu hồng của bánh bèo. Thôi màu đỏ mẹ. Đen. Đỏ đen, đỏ đen trời ơi. Nhưng nãy giờ thua quá bị mù màu. Bởi vậy thì luôn mọi người, đây nói chung là màu đen nhìn khá là chút chút. Hồi xưa là mình đi học mình hay kiểu là đen luôn cái lưỡi được tặng kẹo á. Thử coi. 2, 3. Yeah. Chưa đen, vừa ngậm hơi mới đen. Chứ mới đâu đen liền. Đó. Bắt đầu đen đen rồi đó. Nè, bắt đầu đen răng rồi. Ok. Rồi. Ok không hả? Ừ, ừ, ừ. Rồi, vô lại nha, vô lại nha. Vô đâu ta? Lại. Lại. Rồi, gỡ nha. Bạn đã trúng một chai từ đời nước khoáng vị dâu. Trời ơi, nước khoáng vị gì á? Vị lụ. Ủa lụ hả? Chứ phải dâu nha. Dâu. Không phải. Lụi nha. Trời ơi, nước khoáng lụi dâu nho. Ba trái luôn chứ không trái. Uống cà phê nãy giờ ăn kẹo rồi thì mình uống là đúng bài luôn. Trời ơi đỉnh. Hôm nay nhân phẩm hơi cao. Nè nè. Cái nước không được uống nè mọi người. Trời ơi. Ba cái hương này tổng hợp lại thơm vậy trời. Vậy giống như cocktail vậy đó chị em. Đó. Này mà uống thành đá mới ngon. Không, vừa
vừa luôn á, không có ngọt luôn á, uống vừa luôn. Mình để tủ lạnh thôi là mình uống nguyên chai là xịn xò, xịn xò. Tràn đầy năng lượng liền mọi người. Rồi bây giờ còn 4 món mới là khá căng thẳng nè. A few moments later. Ok luôn, thì bây giờ sẽ là vòng thi cuối cùng và vòng chung cuộc coi ai sẽ là người có nhân phẩm cao hơn. Ok, vòng này mới đỉnh cao nè mọi người, tại vì sẽ gom hết tất cả những cái món đồ ăn còn lại dồn vô một chỗ. Là cái này mình chỉ chọn phải hai trái là mình đủ ăn thôi nè. Đây, đây là 4 món đồ ăn còn dư lại nha, ai mà chúng được là ăn hết luôn á chị. Đúng rồi. Còn mà ổn qua cái bên không có gì thì đáng chịu đi. Ổn ăn bên cái thẻ đó. Thẻ xin nó tôi cho đó. Nhưng mà bây giờ quan trọng là ai chơi trước. Thôi tôi chơi trước nha. Tại vì lỡ ổn thôi. Không được. Chơi tù xì đi cho bằng. Đúng rồi, tù xì công bằng mọi người. Lại đi. Okay. Nếu mà ai thắng sẽ được chơi trước, tại vì người chơi trước sẽ có cơ hội tiến gần tới giải thưởng. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi ok là 1 2 3. 1 2 3. Cái gì vậy? Cái gì là bao rồi, cái gì là đá đá nữa. Ba thì đã sẽ chơi thầy cái gì cái đinh không? Mấy cái món này lạ quá. Đá ổn xe thắng. Được luôn. Hồi nãy là lên ví cho trước rồi, bây giờ vườn lên cho trước. Rồi vườn em trước em thắng. Đúng rồi, thắng nữa sao thắng. Rồi ok. Cơ hội nhỏ nhất. Rồi ok rồi. Quay mặt lại. Cái này là không lấy được mắt nữa. Quay mặt lại. Rồi quay mặt lại luôn. Mà chắc bà luôn đó. Để coi. Coi nha. Để coi nha. Bây giờ mình sẽ lựa chọn trái phải. Ủa đá mà cái xe ra ngoài thua đúng không? Vậy nói chung là bà lựa hai bên trái bên phải thôi. Nếu đụng đụng không trúng cũng được. Nhưng mà bên nào thì bà chọn bên thì thôi. Rồi chuẩn bị nha. Chắc dễ hơn lên nè. Cái gì vậy hả? Đồ ăn cái đôi khi lại nhẹ không được. Rồi, ok. Rồi, thôi ổn đi. Dạ, đâu đây. Hả, ổn đi. Không ổn đâu, thôi ổn đi. Suy nghĩ kỹ nha, cái này một là có ăn, hai là không có ăn nha, quan trọng lắm nha. Đây, xe ở đây. Quyết định ổn này luôn. Là trái hay phải? Phải nói trái hay phải? Phải, phải. Rồi, phải cho xe bẻ phải. Mình phải theo lẽ phải mọi người. Ủa nghe cái tiếng là thấy là lên đời đó. Thấy là có là có vé này luôn. Ủa sao mẹ biết này vậy ta? Biết thì tại vì em thấy cái xe này cái ổn luôn chứ bắt đầu kêu chọn gì bên phải của bả đó không biết nữa. Lẽ phải. Lẽ phải. Lẽ phải. Trời ơi trời. Trời quá xịn luôn. Thấy chưa, nãy tôi kêu bà xếp dễ dễ là tôi chia cho bà đói đói rồi. Tôi xếp dễ đó, tôi để nguyên, tôi xếp đâu thì chia đi cho lên. Ủa vậy hả? Ai ăn để suy nghĩ coi. Nó tặng bà cái này. Một thôi cho này cái này đi. À, cái này là best seller của người ta cho gì. Còn này nữa nè, đó. Bà đủ 3 máu luôn. 1, 2, 3. Tôi 1, 2, 3, đó quề. Yeah. Không muốn đố bà. À, ăn bóc. Còn quên. Trời, sống lấy rồi trời. Ủa thằng mà cứ tính cuối. Thôi bây giờ khui cái này ăn thử đi. Đúng rồi, khui cuối rồi. Cái này bình rồi. Ê, đang hóng cái đó đó. Đúng rồi, tại vì hôm nay cái màu này rất là hợp với hai cái áo của chúng ta luôn đó chị em đó. Trời ơi, cái gì trong này giống như mấy cái hộp cái thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm. Ồ đúng rồi, nhìn đẹp dễ sợ. Cái này mà ăn xong cái gì chứ? Chú thức ăn cho cá ăn. Thức ăn người ăn má ơi. Cái này giống kẹp, mà giống ăn cá thiệt. Nhưng mà... Thơm không? Thơm, thơm mùi Việt Quốc. Mà tôi không biết là cái kẹo này nó có chua không ta? Hương Việt Quốc mà. Việt Quốc. Hay là mọi người nhìn nó như mấy cái hộp gà thôi á. Ăn vô. Ngon không? Nó mềm. Ủa có giống thanh gom không ta? Không biết có tay không ta? Hey, ai kêu kìa? Kêu gì? Mặt bà giác chân à? Đó nè. Ngon mọi người. Nó như là kẹo mà. Kẹo gì trời. Nó nửa nửa thanh gom. Nhưng mà nó không phải thanh gom mà nó tan luôn. Chua chua. Chua chua ngọt ngọt á. Chua là ăn cái này kiểu là ăn giặt á. Tại ăn mới hơi dính găng lúc. Giống mấy kẹo dẻo trái cây. Đúng rồi mấy. Mà nó thơm, ốp lớp mà nó cứng, mình nhai vô trong thì nó dẻo. Nên thôi kết thúc mình lấy đi học coi. Thì dưới đây cũng đã thực hiện xong cái trò chơi là kéo xe nhân phẩm rồi đó. Bây giờ nếu các bạn thích clip này thì các bạn hãy nhớ nhấn like, cùng ủng hộ kênh của mình nghe. Và mọi người có những cái ý tưởng nào đó mà hay đó là hay thì nhớ comment phía dưới, lên về bên sẽ thực hiện. Còn bây giờ thì bye bye.